Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh sửa chữa máy may tại nhà của em nhé. Hôm nay em đã nhận được một cái máy một kim bao yêu mỗi E03. Đây em sẽ cắm điện cho mọi người. Cắm điện xem. Đấy, khi bật máy là E03 nhé. Bình thường không cắm gì được, khi bật máy nó phải E05 cơ. Đây không bật máy nó E03, mà kể cả có cắm motor vào thì vẫn E03. Đấy. Thì bây giờ em sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu cái cách khắc phục của cái lỗi E03 này nhé. Lỗi E03 này là lỗi kết nối giữa màn hình và cái mạch điều khiển này. Đấy. Nó liên quan đến kết nối. Bây giờ em sẽ tiến hành tháo ra và kiểm tra. Anh chị em nào đang xem video thì cho em xin một like video nhé. Bớt chút thời gian cho em xin một like. Ai chưa ấn đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh và bấm quả chuông để theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Sang đầu năm tới em lại tiếp tục tuyển sinh học viên học sửa chữa máy may và học sửa chữa bo mạch điện tử máy may nhé. Anh chị em nào có nhu cầu học thì cứ liên hệ cho em qua Zalo hiện trên màn hình đấy, hoặc điện thoại trực tiếp theo số điện thoại cũng được. Chặt thế. Anh em chị em nào có gì thắc mắc về máy may thì cứ bình luận ở bên dưới video nhé. Em biết cái gì em sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Đây, cái mạch của nó đây nhé. Cái này nó có hai mạch, cái mạch bé này là cái khối nguồn đầu vào AC 200V đi qua các cái tụ lọc nhiễu, tụ lọc này, và các cái cuộn dây này lọc nhiễu này, đấy, và cái bộ phận cầu diốt nắn 200V thành 300V DC này, và một cái dơ le. Còn đây là mạch chính của nó. Theo kinh nghiệm của em sửa chữa nhá, thì cái lỗi E03 này là nó sẽ chết cái con CPU này nhá. Và bây giờ em sẽ tiến hành hàn nó ra. Đấy, như mọi người đấy, hàn lâu rồi thì không nói nhá, nhưng mà anh em nào mà ví dụ mà mới học nghề đấy, hoặc là mới hàn đấy, hoặc là mới đang học hàn đấy, thì hàn những cái con này rất chi khó, sẽ hay bị bong lột mạch đấy. Đấy, thì em thì không có máy khùa đấy, thường người ta có sẽ có máy khùa, nhưng mà em không có máy khùa thì em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách này nhé. Đây, mọi người sẽ dùng một cái dây đồng này. Đấy, một dây đồng để tháo ở một cái IC này là cuốn motor cũng được, hoặc là ai có cái bo mạch có các cái cuộn cuộn đồng như này. Đấy, mình sẽ gỡ ra một đoạn, cắt
cắt thành hình cái IC của mình muốn khóa đây, IC như này, cho con IC nó nọt vào đây, các cái hàng chân này nó sẽ vùng ôm vùng quanh cái dây đầu. Ví dụ mà tháo cái con này chẳng hạn thì mình sẽ uốn thành hình chữ U nhé, hình chữ U dọc hai bên đây, được chưa, hình chữ U. Còn cái con hình vuông này thì mình sẽ tháo hình vuông đấy, con hình chữ nhật mình sẽ nếu mà nó có bốn hàng chân thì mình sẽ làm hình chữ U như này, à hình vuông như này. Còn nếu mà có hai hàng chân như này thì mình sẽ uốn thành hình chữ U nhé. Mục đích là để khi mình cho cái thiếc vào đây này, nó sẽ lóng đều các chân này, nó giữ được nhiệt ở đây thì nó sẽ làm long cái chân này ra để cho mình dễ hàn hơn nhé, dễ lấy cái CPU ra nhé. Đây bây giờ em sẽ tiến hành em lấy ra này. Cho nó bám, đấy, cho nó bám thiếc vào một đầu đi. Cho nó chốt, giữ lại cái đấy nhé. Tiếp theo này, tiếp theo ta sẽ cho vòng quanh, quanh này. Cho nó bám đều cái đồng của em nhé. Bình thường ấy em sẽ bật cái quạt lên để nó hút cái khói hàn này đi, nhưng mà giờ bật lên nó sợ nó ổn nên em không bật nhé. Mình sẽ cho một ít mỡ hàn này vào này, nó ngấu cho nó dễ lấy cái chân của CPU ra nhé. Sau đó bắt đầu mọi người sẽ dùng một cái nhíp nhỏ này giữ một góc lại để cho nó đỡ bung cái này, đấy nó đỡ lật đi, giữ nhá. Sau đó lia cái mỏ hàn này vùng quanh này, đấy như này là cái thiếc này nó sẽ lóng rất là đều vùng quanh cái con CPU này, đấy và chúng ta sẽ nhấc được nó ra, được chưa? Như này đã ok cho mọi người. Đấy. Việc tiếp theo là sẽ lấy hết cái thiếc ở cái chân con linh kiện này ra nhé. Còn nếu mà sau đó ta sẽ đi vệ sinh sạch đấy. Sau khi mình đã gỡ cái CPU ra rồi thì ta sẽ vệ sinh đi, vệ sinh cái chỗ các cái chân của nó, phải vệ sinh nó sạch đi, nó nhẵn đi thì tí mình đặt cái con CPU vào, mình thay con mới vào thì cái chân của nó sẽ phẳng, nó sẽ không bị cong vênh như mình xê dịch con CPU để cái thẳng chân nó dễ nhé. Này. Vệ sinh cho ít mỡ vào vệ sinh thì nó sẽ sạch hơn. Đây, em sẽ phóng to cái chỗ này ra cho mọi người nhìn. Đấy. Nữa đi. Đấy, sau khi ta đã vệ sinh nó xong rồi, sạch rồi, ta tiến hành lau hết cái mỡ dính ở trên cái chỗ mà đấy đi nha. Ok, đây là cái con CPU vừa tháo ra này, đây ta sẽ bỏ đi và ta sẽ dùng một cái con CPU mới nhé. Đây, CPU mới này. Đấy. Anh em nào sửa cái bo này mà chưa có CPU này thì có thể liên hệ cho em nhé. Còn cả các cái linh kiện khác cũng thế. Cần mua thì cứ liên hệ cho em qua Zalo này. Giờ mình về mình sửa cho nó tiện nhé. Nên nó kê cái này đi. Mọi người có nhìn thấy không? Kê đi, kê cái tủ vít ở đây để cho nó cân để. Hơi mờ nhỉ. Rồi cái điện thoại của em nó cùi bắp, zoom lên nó chỉ được cái mức đấy.
Sau khi mình đã căn chỉnh các cái chân nó vào này, mình dùng một ngón tay giữ chặt đấy. Đây, dùng một ngón tay giữ chặt cái này để cho cái CPU nó không xê dịch đi nhá, giữ chặt đấy. Sau đó là sẽ dùng mỏ hàn lấy thiếc vào, nhúng đầu mỏ hàn vào mỡ cho nó. Nhiều khoái quá, khoái rất độc hại nhá. Nên làm nghề điện tử này không sung sướng gì đâu, rất hại lắm mọi người. Đây, sau khi mình đã cố định thì sẽ bỏ tay ra bình thường nhé, cố định vào hai bên này. Tiếp theo là cố định vào các cái bên này nữa. Ok chưa? Và bây giờ ta sẽ tiến hành lấy hết các cái thiết thừa ra nhé. Mọi người không sợ cái con CPU chết đâu, cứ bình tĩnh mà làm, không phải nhanh vội gì cả. Thiết này nó như kiểu dạng nước ấy, bao giờ nó gặp nóng thì nó sẽ chảy ra, nó như kiểu nước ấy, thì mình sẽ nghiêng cái mạch này lên. Mọi người đừng có đặt bằng như này thì lấy ra rất khó, nó sẽ dính dính vào chân. Và mình sẽ nghiêng lên, được chưa? Nghiêng cái mạch này lên. Lấy theo cái hàng này thì mình nghiêng cái hàng này đi. Đấy. Khi mà đây, mình sẽ di di lại để cho nó ngấu đều vào các cái chân này. Sau đó này. Sẽ phóng to lên cái này. Đấy, cho mọi người nhìn này. Đấy. Mình sẽ nghiêng đi. Mọi người có nhìn thấy không biết? Đấy, được chưa? Như cái hàng này này, đấy, có cái, một cái chân ở góc này có phải bị dính không? Không phải bị dính đâu, nhìn nó thế thôi, nó là cái bẩn nó phải không? Tiếp theo đến cái này, ta sẽ nghiêng đi, nghiêng như này. Di một hai lần để cho nó ngấu hết vào các cái chân, tránh trường hợp là nó có chân nào nó không ăn thiếp, tí nó dẫn đến bị lỗi khác chẳng hạn. Sửa được lỗi A03 thì nó lại sang lỗi khác chẳng hạn. Mình tiếp nghiêng cái này đi. Như vậy này nó lấy hết thiết rồi, sau đó mình quan sát xem còn cái chân nào. Đấy, thẳng chưa, thẳng chân này, và xem cái còn chân này nó bị dính thiết không. Như cái chân trong cùng này này, đấy, mọi người nhìn thấy chưa, xem có phải nó dính không nhá. Đây này, đấy, nhìn qua điện thoại thì em thấy là nó bị dính nhưng thực ra là không phải. Có một cái bẩn ở đấy. Đấy, như chỗ này cũng bẩn này nhưng không phải. Để bây giờ sau khi xong rồi nhá, mình nhá quan sát kỹ rồi xem là nó có bị đấy không thì ta sẽ vệ sinh hết cái này đi. Chưa? Sau đó ta lại quan sát lại đi. Đấy, quan sát lại xem có chân nào bị dính không nhá, tránh trường hợp nó bị dính đến lúc ta lắp vào nó sẽ bị hỏng. Sau khi được rồi này, ta tiến hành lắp máy nào nhé, lắp để thử máy. Đấy. Bây giờ ta sẽ sau khi thay xong rồi ta sẽ lắp vào mạch nhé. Tôi sẽ lắp tạm mấy con ốc thôi nhé. Đây, lắp tạm con này. Mấy con này vào. Xong ta cắm lên, xem nó đã được chưa. Tránh trường hợp là lắp hết ốc mà rồi cắm nó chưa được thì ta lại phải tháo ra, mất công. Đấy, lắp cái khu này lại thì ta lắp cái này đi. Đấy, tránh trường hợp như nó được rồi ta đỡ phải tháo cái này ra lắp lại. Lắp mấy con ốc ấy nó được.
thẳng với rác màn hình mình nhé. Bây giờ nếu màn hình mà lỗi E05 là được nhé, mà chưa được thì là chưa được. Đây em sẽ bật màn hình nhé. Đấy, E17 là lỗi nghiêng đầu máy nhé, tức là nghiêng cái bo này nhé. Bây giờ dựng cái bo này. Đấy, dựng cái bo này nó sẽ hết lỗi E17 và ra E05 này. Đấy, như vậy là em đã cùng mọi người khắc phục được cái lỗi E03 của cái máy một kim bao yêu này rồi nhé. Anh chị em xem video mà thấy hay thì cho em xin một like nhé. Ai thấy video hữu ích thì có thể chia sẻ video giúp em. Ai chưa ấn đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký kênh để và bấm quả chuông để theo dõi các cái video tiếp theo của em nhé. Video này em xin tạm dừng ở đây. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.